Chào lại tất cả anh em ha. Hôm nay mình giới thiệu con máy áp lực nước, máy phun thuốc, máy nén, anh em biết rồi đó. Máy này của hãng Gobin. Đây, hãng Gobin đây. Máy này mình đã kiểm tra sơ bộ, nó rất còn zin, nói chung zin. Nói chung là máy không có triệu chứng gì để nói hết. Đó, anh em về anh em cứ cứ việc gì cứ việc đấu dây xài thôi. Mình quay tổng quan con máy anh em nhìn thấy rõ không? Ở trong này thì cái chỗ mà nước thì mình đem vô đây cho nên nó hơi hẹp, anh em cố gắng nhìn kỹ ha. Máy này là cái bơm áp lực của nó là bơm ti sứ nha anh em, ba ti sứ nè, hoàn toàn bằng đồng hết. Bơm này xài thì bơm sứ thì anh em biết rồi đó, nó có tiếng ở trên thế giới. Dùng những công việc nặng thì sẽ dùng con việc nặng về quá chắc này kia, nó không bao giờ ăn mòn nó được, rất là bền. Thì anh em biết cái dòng ti sứ này rồi. Anh em đợi một chút mình sẽ khởi động máy cho nó hoạt động cho anh em xem. Anh em nào có thấy phù hợp thì gọi ngay cho mình sẽ báo giá chi tiết. Nói chung là cái giá mình báo ở đây là giá rất là hợp lý. Anh em lưu ý cái chữ hợp lý nha, rất là hợp lý. Cái giá trị của con máy nó sẽ cao hơn cái giá trị của cái đồng tiền tiền của anh em bỏ ra, chắc chắn mình dám bảo đảm như vậy. Mình làm máy thì đâu ra đó, ăn nói lời nói hay là gì đó, mình nói cái gì thì nó mình nói là mình sẽ nhớ cái đó, chứ không bao giờ mà kiểu mà nói rồi, nói như nói mà không như nói thì không có được. Nó làm ăn một là một, hai là hai, nói chung là cũng như anh em thôi. Cũng mua máy cũng tìm kiếm được cái hàng tốt, thì cái gì tốt đó, thì nó cũng có giá trị của cái tốt của nó, chứ không phải là muốn đồ tốt mà đi kiếm mua cái giá phế liệu thì cái chuyện đó không có. Nếu anh em mua có đi chăng nữa thì mua cái giá phế liệu mà có đồ tốt thì cái đó là chỉ nói thôi, chứ anh em mừng lúc ban đầu mua được đồ rẻ, lúc ban đầu thôi, về xài lúc đó là mới biết là mình mua cái đó là nó cũng đúng như cái tiền mình bỏ ra thôi, chứ không có gì mà để nói hết. Cho nên mua bán không ai mà không muốn bán cái giá cho nó rẻ, nhưng mà nó rẻ theo cái tầm cỡ thôi. Nói vậy thì anh em hiểu. Thì còn cái này mình giới thiệu cái khung sườn này nó tách rời nha, nè tách rời bốn con ốc bắt cái cổ nó sẽ siết vô sườn. Còn anh em muốn tháo ra thì anh em hoàn toàn tháo luôn cái chân nền, nó dính liền với cái bơm á, tháo ra một cục gọn. Anh em muốn bắt lên xe máy hay là thiết kế chỗ nào đó, nói chung là tùy nó, nhưng mà nó nói tóm lại nó là dời, chứ không phải là nó hàn liền vô cái sườn này. Anh em cứ tháo bốn ốc ra thì anh em cứ tháo bưng nguyên cái cục máy chứ cái bơm ra thôi. Còn cái khung sườn anh em muốn nó dời, còn để khung sườn này thì anh em đẩy đi vô vườn hay gì thoải mái, có hai bánh xe đó là tùy. Rồi mình sẽ rồi anh em vừa xem vừa suy nghĩ, rồi nếu được thì anh em cứ gọi cho mình sẽ báo giá rõ ràng cho anh em. Nói chung là mình sẽ báo giá chi tiết cho anh em xem rõ ràng. Anh em xem ha, mình sẽ quay cái áp lực đó cho anh em xem. Mình chỉ chạy ga nhỏ thôi nha, chạy ga lớn không được đâu, lớn nó vì cái bơm này nó rất là mạnh, nó đạp lại. Cái này là mình dán bọt bét, còn anh em muốn cái này là cái bét mình thử nha, anh em thấy không? Rất là đã, rất là nhuyễn, bơm rất là đều, chỉ chạy ra nhỏ thôi.
quay đó. Anh em thấy không, cái lượng nước nó ra rất là tốt. Để mình chỉnh nè, xây nè, đó. Đây này, nó bắn như vậy là bắn rất là xa, tốt ở ngoài kia luôn. Rồi chỉnh, mình chỉnh nhuyễn cho nó xè như vậy. Đó, cái máy chạy rất là tiếng, cái tiếng nó chạy chạy vậy là chạy ra lăng ti á. Còn có phần nước dư của nó nè, anh em áp lực cao thì nước hồi nó sẽ chả về bên đây, anh em thấy không, anh em thấy nước chả không, cái ống nước chả nó đây, mình quay cho nó rõ đó, nước chả nó đang nhỏ nhỏ đó là nước chả đó, nước hồi đó. Thì anh em nói chung là áp lực ở bên đầu ra càng cao thì nó sẽ hồi lại đó, nhưng mà anh em muốn mạnh thì anh em chỉnh cái áp lực, chỉnh cái núm đen đen đó, thì cái đó trong cái bơm nào cũng có, bơm không có rò rỉ một nhỏ nước nào hết, nó rất là bơm này, loại bơm này rất là tốt. Này là anh em nếu mà đúng cái sở trường là anh em xài con máy này rất là ngon, nó thật sự không có sợ trục trặc giống như mấy cái bơm kia. Còn con máy này thì rất là bền rồi, cái động cơ nó thiết kế trọn bộ của nó luôn. Sẽ quay rất cố gắng quay rõ cho anh em xem. À, muốn bắn xa hay gì đó thì chỉnh ra nhỏ, còn muốn gần thì cứ đưa lên, cứ siết vô là nó sẽ xè ra nè. Tối bụi luôn. Cái máy này thì khỏi phải nói rồi, máy này chạy anh em thấy không, nó chạy rất là chuẩn, không nghe tiếng động, không nghe tiếng mà cái tiếng mà giật của máy không, nói chung là chạy rất là suông. Thì anh em nào mà có am hiểu về máy á, thì sẽ anh em thấy áp lực của nó giờ của nó dư nước nó trồi ra đây, anh em thấy không, nếu mà chỉnh áp lực cao thì nó sẽ hồi cao, nó hồi nhiều rồi. Còn mình muốn nén lại thì chỉnh cái núm vậy thôi. Cái máy này nó xài IC chống nước, cho nên thổi nước vô cái máy luôn nè, nó cũng không có bị gì hết. Anh em thấy không, đưa vô cái máy luôn, lỡ anh em làm mà có bị nước vô hay là đang mưa này kia cũng không có nhầm gì hết. À, mình đưa nè, không có gì hết, nên là cái dòng máy này chạy rất là ngon. Rồi anh em như vậy cũng đủ rồi ha, có cái gì không rõ thì gọi lại mình, là cái nút tắt máy nó đây, anh em cứ nhấn vô đây là tắt máy thôi đó. Anh em có gì không rõ hay là cái gì mà thấy cái gì mà phức tạp hay gì đó thì cứ gọi cho mình, hỏi cái lý do, cái chỗ mà chưa thấy hay là gì đó. Nói chung là con máy này rất là hoàn thiện, từng con máy ở bên cửa hàng mình bán, mình nói anh em quen thì không nói, còn anh em mới thì cứ an tâm là mình cứ chọn cái dòng máy nào mà mình phù hợp thôi. Còn cái chất lượng của nó thì mình đã lo rồi. Nói thật sự với anh em, cái người mà ta làm ăn không có chân chính, cho dù anh em tới tại chỗ, anh em cũng vẫn là bị lầm. Anh em cũng vẫn bị lầm, mình nói thật. Nó chứ không phải là nói có nhiều người á, cái cách suy nghĩ truyền thống á, tại thời buổi bây giờ nhiều khi á, tất cả đều là online hết. Nó anh em muốn mua hàng, nhiều khi anh em ở địa phương anh em chưa kiếm mua món hàng chưa chắc gì có, nhưng mà ở cái cửa hàng online người ta bán những cái gì thứ gì tốt giá hợp lý thì người ta sẽ đưa lên mạng, người ta giới thiệu cho anh em. Nó ở chỗ làm ăn đàng hoàng thì người ta sẽ làm ăn cái cách như vậy. Nó còn
Nói chung là nó cũng như ở cửa hàng thôi chứ không có khác gì. Đó. Chứ còn mà những người mà làm ăn không chân chính á, thì anh em cho dù anh em lại tới cửa hàng người ta, anh em vẫn bị mua lầm chứ không phải là mua online. Nó mình chỉ nói về cái cách suy nghĩ của cái người truyền thống thôi, còn cái người mà hiện đại á, thì người ta sẽ nhìn cái cách mua bán là người ta sẽ hiểu rồi, không cần nói, không cần giải thích nhiều. Đó. Cho nên là cái thời buổi nào mình phải áp dụng theo cái chương trình đó cho nó phù hợp với xã hội, chứ không phải mà online mà nói suy nghĩ lên để lừa đảo lừa gạt. Cái đó thì chắc chắn nó cũng có, đối với những người lừa đảo lừa gạt là ở đâu họ cũng lừa đảo lừa gạt được, chính kể cả ở xóm giềng. Ví dụ như mình nói đơn giản, cái người không uy tín hay gì đó, nhờ cái gì của anh em đỡ, ví dụ mà tiền bạc đó thì cho mượn đỡ, hứa chút xíu trả hoặc là ngày sau trả, mà cả năm sau chưa trả đó. Cái đó mình nói đơn giản vậy thôi, cả ở sớm chứ không phải là cái online. Online cái người lừa đảo thì họ đã có tính toán sẵn lừa đảo, chứ không phải mà nói chung là họ muốn lừa thì cách nào họ lừa cũng được, chứ không phải là ở đâu, nói tóm lại không phải ở đâu. Cho nên là cái đó do mình nhận xét thôi, thì cho nên mình giải thích là giải thích cho những anh em mới gặp mình thôi, chứ mình còn anh em mua đâu hay là cái chuyện gì đó thì anh em, chứ còn mình không có can dự về cái phần đó. Nói chung cái cách suy nghĩ anh em hiểu biết đó. Chứ còn cái phần đó thì mình nói chung mình chỉ chia sẻ thôi, chứ mình không có dạy gì cái phần đó, mình không có dám dạy, mình nói thẳng chia sẻ cho xã hội nó càng tốt hơn. Còn anh em nào mà mua thì anh em nào có mua thì gọi ngay lại mình sẽ báo giá con máy, anh em thấy hợp lý thì anh em lấy, chốt thì lấy đó. Mà anh em nhớ mình có nói rồi, có nói nhiều lần rồi, thì cái phần mình là người lớn thì mình phải làm ăn theo kiểu người lớn, cái gì phải cho nó chuẩn cái đó. Còn không mua hoặc là cái gì đó thì nói dứt khoát không mua, chứ không có kiểu mà lèn èn là mình không. Nói chung là mình cái lèn èn là mình có dấu hiệu, người nào mà có dấu hiệu đó rồi á thì cho dù lần sau có mua nữa mình cũng không bán, mình nói thật mình không bán. Chứ bán nói chung bán cũng có tốn tốn công sức rồi tốn thời gian để nói chuyện rồi dấu cuộc, nó cũng đâu vào đó à. Nó không có đạt được cái đích, nó không đạt được cái đích. Thì mình nói vậy thì anh em hiểu đó, cho nên là anh em chốt lưu ý chỗ là anh em cứ chốt chốt thì chốt theo cái kiểu người lớn nha, gọi hẳn hoi đàng hoàng, mua đồ là phải gọi chứ không có nhắn tin. Anh em nào mà nhắn tin đó, thì mình nói thật sự là mình sẽ đánh giá cái con người đó liền, mua bán là không có nhắn tin, gọi là mua được thì mua, còn không được thì thôi. Chứ còn cái kiểu mà nhắn tin là mình không có thích mua bán với những người đó, mà mình cũng không có nhắn tin. Mà anh em hỏi rồi, mua món đồ bạc triệu mà nhắn tin là nhắn cái gì đó, gọi rõ ràng không biết anh em muốn mua được món đồ như ý mình không, chứ nhắn tin là anh em lúc mà mình nhắn tin lại anh em dám mua không, mình hỏi một câu đó dám mua không, nếu mà mua thì dám dám chuyển khoản cho mình cái kiểu cách nhắn tin không. Thì cho nên là mua bán là phải rõ ràng chứ không có kiểu mà nhắn tin, mình không có tiếp nhận tin nhắn. Còn ai có ý định nhắn tin thì đi đi chỗ khác nhắn, chứ chỗ này chỗ làm ăn không có nhắn tin. Rồi thôi chào tạm biệt anh em ha. Chúc anh em vừa xem vừa nghiên cứu cái con máy này có hợp lý với mình không. Nếu mà có hợp lý thì gọi lại cho mình để mình chốt con máy này cho anh em nào mà chốt đầu tiên ha. Nói chung là nếu mà gọi lại còn thì anh em đã chốt. Nói tóm lại là vậy. Rồi chào tạm biệt anh em, chúc anh em luôn vui vẻ ha. Hẹn lại anh em cái clip sau.